Hello thí và xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog nhá. Thì mọi khi thì chia sẻ cho anh em về các kinh nghiệm về chơi xe hoặc đồ chơi xe và sửa xe. Nhưng hôm nay nhân tiện hôm nay vui xuân đến đây thì sẽ chia sẻ cho anh em một chút cái không khí ngày Tết ở khu vực xá Lưu Ngọc mà ở huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng nhá. Thì hiện tại đến đây hôm nay thì đến đây Lý Vui Xuân thì cũng đi cùng anh em đến thì mình đến đây thì thấy khách du lịch rất là nhiều. Mà cái khu vực bên phía tay phải đằng sau Lý đây là Tuyệt Tình Cốc nha anh em nhá. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa các anh em vào bên trong của Tuyệt Tình Cốc nhá. Thì trước tiên ở ngoài cổng này thì hiện tại là cổng được trang trí bằng các cái cây gỗ ghép vào, nhìn trông rất là bắt mắt và nhìn rất là điệu đà nha anh em nhá. Thì ở bên ngoài cổng này thì cũng có các cái tiêu đề trang trí là chúc mừng năm mới và an khang thịnh vượng, làm sao cũng mong muốn để làm sao các anh em đến thăm Tuyệt Tình Cốc này được sẽ được bình an này, xong là sẽ được những cái điều tốt nhất có thể đến với các anh em nhá. Thì ở quang cảnh bên ngoài này thì người bán hàng rất là tấp nập. Đấy, người chơi, người đi du lịch rất là nhiều luôn. Đấy, không những là ở khu vực dưới này đâu nhưng mà còn ở tận khu vực bên này với lại ở đằng sau khu vực của Tuyệt Tình Cốc nữa. Thì bây giờ tôi sẽ đưa các anh em vào bên trong Tuyệt Tình Cốc để xem hiện tại là bên trong thì có những cái gì nha anh em nhá. Thì trước tiên vào cổng thì là cũng có các cái đèn lồng. Đấy anh em, đèn lồng rất là đẹp luôn. Và bên trong này thì quang cảnh khu vực bên trong này thì được rồng bằng tam giác mạch nhá. Và được trang trí các cái lá cờ rất là bắt mắt luôn. Đấy, thì cái hiện tại là cái tam giác mạch này trồng cũng sớm rồi nhưng mà chưa kịp vào dịp Tết, đâm ra là hoa chưa có được nở, đâm ra cũng chưa được đẹp lắm. Nhưng hiện tại là các cái bộ phận trang trí thì khâu trang trí thì như Lý xem thì anh em trang trí rất là khớp và nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Thì đây cũng là một điểm du lịch tuyệt vời để các anh em có thể được trải nghiệm một cái thời gian dịp Tết để đi chơi nha anh em nha. Thì bây giờ trước mắt của anh em đây là chủ của cái khu du lịch tam giác mạch này. Thì tôi sẽ phỏng vấn anh một chút về khu vực tam giác mạch này, là xem anh có ý tưởng như này là để làm từ lúc nào nha anh em nhá. Anh cho em hỏi về cái khu vực Tuyệt Tình Cốc này của anh ấy thì là được thành lập từ lúc nào anh? Vâng ạ, chào mọi người nhé. Thì cách đây tầm 2 tháng thì anh em mình có lên đây chơi thì cũng nảy ra ý tưởng mà Tuyệt Tình Cốc này mà có một bãi phan vườn hoa mà thảm hoa tam giác mạch hoặc hoa gì đỏ hoặc cúc bướm rất đỏ thì rất đẹp, thì về anh em có nung nấu ý tưởng là làm một thung lũng hoa ở đây để trong dịp Tết 2020 này thì cho bà con quanh đây và mọi người đến đây chơi xuân có những bức ảnh đẹp và để lưu giữ kỷ niệm cho gia đình mình và mọi người đến đây chơi và có cái trải nghiệm mới lạ hơn, rồi xa hơn. Thì cái dự định này thì các anh còn muốn lâu dài hơn nữa không hay là mình chỉ tổ chức vào trong dịp Tết này thôi ạ? Vâng. Thì cũng nếu được cái sự đồng ý của và ủng hộ của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố thì mình cũng sẽ muốn để mở rộng nó chỗ này nó đẹp hơn và nó khang trang và nó đầy đủ hơn để mọi người cũng biết đến cái Tuyệt Tình Cốc này nhiều hơn và cũng đến đây để trải nghiệm cái núi Thủng Cao Bằng của Trà Lĩnh này. Rồi. Thì cái khu vực này thì một điểm du lịch rất là tuyệt vời luôn. Như thật sự là hôm nay tôi cũng đến đây lần đầu tiên nhưng mà tôi cũng thấy là cái khâu trang trí của các bạn là rất là đẹp và bắt mắt, để mới có 1-2 tháng thôi nhưng mà được dựng được những cái sự trồng những cái hoa xen nhau như này thì thật sự là quá là đẹp. Nhưng để cho mình hỏi với là cái khu vực ở trên này, những cái chòi này thì là mình tạo ra để cho khách du lịch lên tham quan và chụp ảnh hay là nó có một ý nghĩa gì nữa không ạ? Vâng, thì cái chòi trên này thì mình cũng để cho khách du lịch
đến đây là trèo lên cái chòi này để chụp ảnh thì nó ngang bằng cái núi Thủng rất là đẹp. Và với điều kiện là mực nước đến qua tháng 3, tháng 4 thì nước nó ngập, thì chòi nổi này thì khi mà nước ngập thì cũng chòi để khách vào đây chơi tham quan và nghỉ ngơi tại đây. Rồi ý tưởng rất là hay. Xong rồi lại được những cái chòm bên kia thì nó là cái gì ạ? Cái vòng vòng cỏ cỏ đấy. Vâng, cái vòng cỏ kia là vòng cái đấy là để mọi người ngồi lên đấy và chụp ảnh để lấy cái vòng tròn và lấy được luôn cái núi Thủng kia. Rất là hay. Nói chung là cả một ý tưởng, cái này nung nấu cũng khá là lâu đấy. Vâng, vâng. Khoảng mất tầm thời gian là bao nhiêu thời gian thì mình mới quyết định để mình làm cái này? Thì cái thời gian mà ý tưởng thì anh em cứ đến đây là góp ý với nhau thôi. Thì người này có ý này, ý tưởng này hay thì cùng nhau mà thực hiện thôi. Rồi rồi. Thế là ở cái xóm này nó gọi là xóm gì? Và là xã gì ạ bạn? Đây là xóm Thăng Sập. Xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng ạ. À rồi rồi. Thì đây thì bây giờ mình cũng đã phỏng vấn được chủ của cái Tuyệt Đỉnh Cốc này. Thì mình cũng xin rất là cảm ơn bạn nhé. Thì hôm nay bạn cũng rất là nhiệt tình với mình. Thì bây giờ mình cũng mong muốn là các bạn đang xem kênh của Trung Hiếu Vlog, thì anh em nếu mà có dịp đến thăm với Tuyệt Đỉnh Cốc thì anh em hãy đến và tâm sự với chủ quán thật sự là rất là nhiệt tình luôn đấy. Và điều đặc biệt nữa là anh em ở Cao Bằng nhá, anh em ở Cao Bằng của chúng ta thì cũng nên làm sao chia sẻ những cái thước phim hay và những cái video hay để cho anh em trên mọi miền Tổ quốc cùng có thể xem, và anh em cũng có thể biết đến là những cái nét đẹp và những cái khu du lịch sinh thái ở trên tỉnh Cao Bằng của anh em mình nhá. Anh em đừng nên là tự kỷ quá mà chỉ dành riêng cho mình khác xem nha anh em nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa anh em lên các cái chòi để xem là anh em bố khâu bố trí anh em như nào nhá. Mình xin phép đi quay một tí các bạn nhá. Rồi anh em hãy theo chân của Lý nhá. Lý sẽ đưa anh em lên chòi. Thật sự là anh em đi tham quan du lịch rất là đông luôn. Đây anh em còn chụp ảnh, và là một địa điểm để anh em chụp ảnh nhá, khu lưu giữ để làm sao những có bức ảnh đẹp để anh em mình sau này còn nhớ kỷ niệm ngày xưa anh em mình còn trẻ nha anh em nhá. Rồi thì anh em cũng thông cảm, bởi vì hôm nay là cũng chòi này thì cũng mới bắt đầu là thực hiện, đâm ra là cũng chưa được hoàn thiện, đâm ra là cũng gần dịp Tết rồi, đâm ra là chưa thể hoàn thiện hết được. Nhưng khâu bố trí rất là chắc chắn, anh em yên tâm, không bao giờ sợ là bị đứt dây hay là gì cả nhá, toàn buộc bằng dây thép hết anh em nhá. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa anh em cùng lên cái chòi bằng tre này để tham khảo nha anh em nhá. Đây thì ở từ dưới lên là bậc mình đang đứng đây, là hiện tại là đang là bậc thứ hai nhá. Thì ở trên này có một đôi bạn trẻ đấy, cũng rất là yêu đời. Rồi rồi, bây giờ mình lại đưa các bạn lên thêm tầng thứ 3 đi. Lên đây rất là cao nha, mà hiện tại là khu vực bên này là phía trước tay của Lý đây là cái núi Thủng nha anh em nhá. Thì cái điểm du lịch này cũng rất là nhiều người biết đến rồi, nhưng còn nhiều người chưa biết đến nữa. Đâm ra là hôm nay Lý quyết định làm một cái clip này để làm sao có thể chia sẻ cho các anh em. Anh em nếu mà thấy cái video hay thì anh em hãy like và chia sẻ. Điều đặc biệt anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh cho Lý để Lý có thể làm được những cái video mới và hay nhất cho các anh em cùng xem và tham khảo. Đây trên này là tầng thượng nha anh em nhá. Tầng này là cao nhất rồi. Thì mình sẽ sang cái tầng thượng bên này đi để mình sẽ quay được cái quang cảnh ở cái khu vực Tuyệt Đỉnh Cốc này cho các anh em cùng xem. Thực sự là Lý đến ngày đầu tiên thôi, nhưng mà Lý thấy cũng phải nói là khu Tuyệt Đỉnh Cốc này đứng ở lên phía cao nhất ở trên này thì anh em nhìn xuống phía bên dưới của cái Tuyệt Đỉnh Cốc. Nếu mà khu vực này mà hoa tam giác mạch này mà nở nữa thì thực sự là ở đây là một điểm quá là đẹp luôn, mà thực sự là chụp ảnh quá là tuyệt vời luôn. Khu vực bên kia thì được trang trí chứa I love you nha anh em nhá. Đấy. Tình yêu, thể hiện tình yêu anh em ạ. Các thanh niên trẻ mà đang có
Một tình yêu đẹp thì nên hãy nên đến với Tuyệt Tình Cốc, trải nghiệm một một tình yêu lãng mạn nha anh em nha. Đấy. Còn bên kia cũng có một cái chòi nữa anh em ạ. Rất là đông anh em luôn. Rất là đông người du lịch. Và thực sự là khu vực này là điểm để cho các thanh niên đến làm sao có để vui chơi và có thể là quen biết nhau. Tình yêu trong giấc mơ là ở Tuyệt Tình Cốc anh em nhá. Đây, mình sẽ sang bên đôi bạn trẻ này một chút. Hai em ơi, hai em cho anh phỏng vấn một chút. Hai em cho anh hỏi là hai em là nhà ở đâu và sao lại biết đến Tuyệt Tình Cốc mà đến đây chơi ạ? Em nghe người ta đăng lên Facebook là lên người yêu bảo là có Tuyệt Tình Cốc thì xuống đây chơi. À. Người yêu cũng được ra đây chơi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi, ok ok. Chào lên cao ạ. Thế là đây là người yêu của em đúng không? Đây là người yêu em. Ờ, người yêu được 1 năm rồi anh. Rồi, người yêu rất là xinh. Thôi được rồi, anh cảm ơn nhá. Thì em tên là gì ạ? Em tên Ngân. Em tên là Ngân à? Rồi, thế thì thôi được rồi. Bây giờ anh năm mới cũng chúc sức khỏe em. Rồi. Một năm mới an khang thịnh vượng nhá. Và cũng chúc sức khỏe em nhá. Thì có một người yêu rất là nhiệt tình và đặc biệt là rất là hào hoa. Rồi thì chúc hai bạn hạnh phúc nhá. Bây giờ mình sẽ xuống phía bên dưới để quay một chút nữa. Xong tí nữa anh em mình tâm sự sau nha em nhé. Vâng. Cảm ơn. Đây, bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục đưa các anh em xuống khu vực bên dưới để làm sao có thể chia sẻ được cho các anh em các cái vị trí đẹp nhất ở Tuyệt Tình Cốc. Đây có rất là nhiều chị em phụ nữ luôn đến khu Tuyệt Tình Cốc này để có thể trải nghiệm được các cái nét đẹp của Tuyệt Tình Cốc nha. Tiếp đến thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa các anh em đi tham quan thêm một chút ở cái quang cảnh ở khu vực bên trong Tuyệt Tình Cốc của nhá. Thì hiện tại ở đây là có chữ I Live View này anh em ơi. Nhìn trông rất là đẹp luôn. Chỉ đây đặc biệt là chỉ trang trí bằng các cái cây tre cây nứa thôi nhá. Và khu vực này là có các cái hoa bông hoa đào. Đấy anh em ạ, bông hoa đào nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, xô đây. Đấy, bên này là một cái xô mà được trang trí các cái cỏ nhân tạo bao phủ bên ngoài, trông rất là đẹp luôn. Nhìn cực kỳ bắt mắt anh em nhá. Đấy, ở các cái phía xa xa bên kia kìa. Đấy. Rất nhiều khách du lịch. Rất nhiều khách đến tham quan luôn. Và tôi lại tiếp tục đưa các anh em lên một cái chòi bằng tre. Nhưng mà điều đặc biệt hơn là cái chòi này lại được lợp thêm cái tấm bạt ở bên trên nha anh em nhá. Thì trước tiên lên chòi thì hiện tại là ở đây có những cái hoa này anh em này. Đấy, hoa lá rất là bắt mắt luôn. Để trang trí làm sao cho cái chòi nó thêm ấn tượng. Để cho các du khách có thêm cái quang cảnh anh em chụp ảnh nhá. Thì... có hai đường lên. Đây anh em này, có hai đường lên này. Đấy. Được trang trí cực kỳ là
hài hòa và ấn tượng luôn nha anh em nhá. Thì bây giờ tôi sẽ đưa các anh em lên trên chòi để xem cái quang cảnh ở trên này nó như thế nào. Thì trước tiên lên khỏi cổng của chòi thì tôi đã thấy có các cái chuông gió anh em nhá. Đấy, có cái chuông gió bằng ống tre. Đấy, nếu mà có gió lắc rất là nghe rất là vui tai nha anh em nhá. Rồi, và khu vực bên trên này thì tôi thấy có loa đài này. Đấy, mở cho du khách có thể được xem và có thể được nghe. Vừa không khí nghe nhạc là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình cũng được tham quan, nó sẽ được vui nhộn hơn. Đấy, trên này các chòi này thì được bố trí các cái cây tre mổ ra, xong làm sao để cho các cái du khách và anh em lên tham quan đi sẽ được an toàn hơn nhá anh em nhá. Đây, đứng ở phía cao để nhìn xuống cái quang cảnh khu vực Tuyệt Tình Cốc này anh em nhìn này. Đấy, thật sự là lý cũng tôi cũng không biết nói thế nào để có thể chia sẻ được hết được cái cảm xúc của tôi đến hiện tại. Bây giờ tôi đang ở cái Tuyệt Tình Cốc nhá. Thì anh em xem có cái điều gì mà anh em thấy ấn tượng thì anh em có thể đến Tuyệt Tình Cốc để làm sao anh em có thể chụp ảnh và quay phim để lưu giữ các kỷ niệm cho anh em nhá. Đây, và bây giờ tôi sẽ đưa các anh em ra cái đoạn là khu vực ở bên kia. Thì ở cái phía xa xa bên kia là các cái cây mạch nha anh em nhá. Đấy, cái cây mạch thì hiện tại là ở khu vực bên kia tôi đã thấy có nụ nở, nhưng mà hiện tại là hoa chưa có, bởi vì là tại vì là không có nắng, đâm ra là khu vực cây hoa mạch này thì là chưa thể nở được vào trong dịp này. Thì nhưng nếu anh em vào trong dịp khoảng tầm 3 đến 4 ngày nữa mà anh em đến đây thì khu vực này nở hoa rất là đẹp luôn. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đưa các anh em đi đến hai cái cây vàng vàng kia. Đấy, khu vực đằng sau đấy nhá. Thì có các cái nụ nó rất là đẹp, vừa nãy tôi cũng đã qua rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em để cho anh em cùng xem. Đây, và hiện tại cái điều ấn tượng nhất của tôi đến Tam Tuyệt Tình Cốc này thì tôi thấy anh em bố trí ở dưới này là một cái mỏm đất lên. Đấy, là cái hình trái tim nha anh em nhá. Đấy, và bao phủ ở bên ngoài này đều là hoa hồng và là hoa cúc. Đấy, thì được xen nhau những cái bông hoa màu vàng hoặc là màu đỏ xen nhau thì nhìn trông rất là đẹp và ấn tượng luôn. Đặc biệt là những cái ý tưởng này thì các ông chủ cũng suy nghĩ ấp ủ rất là lâu nha anh em nhá. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ đưa anh em ra cái cây mạch này để xem cái nụ của mạch. Đây, bây giờ tôi đã đến cái đoạn mà có cây mạch mà nó có hoa nha anh em nhá. Đấy, có hoa có nụ rồi đây. Hiện tại anh em nhìn thấy đây. Đấy, đây này. Bông rất là nhỏ thôi, nhưng nó sẽ tô lên vẻ đẹp được cái khoảng không gian của cái Tuyệt Tình Cốc này làm sao sẽ được bắt mắt hơn. Đây anh em nhá, đây này. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi, ok, có cái khoảng không khu vực bên kia đều là của Tuyệt Tình Cốc hết nha. Đây, các cái cây mạch rất là nhiều luôn. Đấy, đây này anh em này. Đấy, anh em nhìn xem. Đây nhá. Đấy, cây mạch này, nhìn có hoa rồi này. Đấy, chỉ khoảng tầm tuần nữa thôi, hoặc là 3-4 ngày nữa thôi là hoa rất là đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, cả cái khu giải này nhá, hoa rất là nhiều luôn. Rồi, và tôi đã chia sẻ cho các anh em một cái điểm du lịch thật là tuyệt vời trong năm 2020 này rồi nhá. Thì anh em nào mà thích đến Tuyệt Tình Cốc thì anh em hãy cố gắng đến để chụp những cái bức ảnh thật là đẹp. Và anh em hãy nhớ đăng ký kênh để có thể ủng hộ Lý nhá. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy tiếp tục đăng ký kênh. Và anh em nhớ nhấn nút chuông ở bên dưới màn hình ở tay phải để có thể theo dõi được những cái video mới nhất mà tôi tới đây tôi sẽ ra mắt các anh em nhé. Rồi, cảm ơn các anh em đã xem video.